Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Học Phật thì đừng tham danh lợi. Vạn Phật Thành ngày 15 tháng 3 năm 1977. Người học Phật Pháp cần phải luôn luôn thành thật dụng công mà tu hành, như hai chân đứng vững trên mặt đất, cước đạp thực địa, không được mưu cầu hư danh. Ham thích hư danh thì chẳng ích lợi gì cho việc tu đạo, muốn làm những việc hữu thực vô danh thì không được tham cầu chuyện hữu danh vô thực, nghĩa là không tham cầu cái danh giả dối, có tiếng mà không có miếng. Còn như làm những việc chân thật được biểu hiện ra ngoài thì được gọi là hữu thực vô danh. Các vị đừng nên tham cầu cái hư danh, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều phải chân thật. Lòng tâm chân thật, làm việc chân thật chính là bản sắc của tín đồ Phật giáo. Tâm mình sung mãn đạo đức, học vấn và trí huệ thì lúc đó mới gọi là có bản lãnh. Đừng tham cái danh hão, đừng thích cái lợi giả của thế gian, nếu không thì cũng giống như cánh hoa giả, chẳng bao giờ có thể sinh quả thật được. Đó là điểm hết sức quan trọng. Mong các vị chú ý. Ha ha ha, 问什么的说